Hả? Ơi. Đang đeo kìa. Ngồi yên mà. Để ngó sao cho hai cái này đi vô nè. Ngồi yên mà. Vô người ơi, bóng người. Người đấy. Em ghét bao ghét cái gì? Hả? Đấy. Nhưng mà thiếu người có bao nhiêu? Đây. Đấy. 5 người, à dư người. 4 người đây đủ rồi mà. Dư. Dư. Em đi xuống mà. Không có đánh nhạc, không có đánh nhạc. Ra chúa. Bốn người đang bốn người đúng đây rồi ba mở nhẹ dưới ngoài hà nó lại gì em đứng như đây chẳng lửa mũ á chị lấy em nghe thấy gì hello chị hết rồi không cái kia là một ai có giường này nè lọn 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 đây này đang gỡ mặt mà chị đang gỡ mặt mà nhé ý là đủ đủ người không đủ 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 rồi không tao cân hai mặt dưới thôi ạ không phải một cho chị này thủng thủng là có chị đây rồi có chị 5 người mà không cho anh đi sửa gì để em cắn mặt luôn không thì kế vẽ để quay à ờ à, kia anh Huyền đông qua lá dở rồi ngồi đại xíu đi đủ dừa không đi chung rồi ta nãy chui chui ra sao anh ra mồ hôi vậy ta má Mm-hmm.
Bắt cho một yên. Cổ dưới là bằng tôi biết đường á, em nói cái cổ dưới thấy hơn mày. Biết đường mà nói thì đúng rồi. Bay. Hôm bữa đi chị, hôm bữa bà Hà, bà vệ đó anh bà Hà, bà Hậu á, bà Hậu á chị, bà Hậu với cái ông mà ông ré ông đau quá kìa, ông nằm chỗ này nè, thằng thanh niên đó kìa, trời trời mắc cười lắm, tự nhiên cái mắc cười lắm nhưng mà chị không nói được. Thanh niên bao nhiêu quá không thể nói được. Tưởng mày họ không thấy, bao nhiêu mày họ không thấy. Em nào còn khách cái đó thì đứng quá. Đi rồi tỉnh khách chờ bên đây. Này á. Những người chụp cái ảnh hậu trường như vậy kìa. Rồi đó, thiếu thôi là. Không ai, chúng mình có không ai rồi. Nó từ từ để em ngồi xuống đã. Còn bên kia này. Anh đông lửa nè, anh hẹn quay cái sau. Qua đây thì thấy mũ á. Không có hơi này. Cái thế không có hơi. Đừng mà. Sáu người luôn hả? Ừ, sáu người trai nhé. Ủa đó hả? Ừ. Mình tưởng là đi chung đó. Mà đi chung không? Nhưng mà đi riêng. Bạn đi riêng. Đi chung thôi, con là hai người đi riêng. Một hôm nhiều đấy. Nhưng mà nhìn giống giống nhau hết trơn vậy. Thì vô cùng kia. Thì là ông ấy mà. Thế là kiểu sao sao nè, một cùng sai. Giữa nhà thì toàn con gái. Cùng việc kia đấy. Tên nữa không? Tên chị, còn những người chính chủ á thì không cảm ơn ai cả. Ủa cô em đang cảm ơn chị trang mát em rồi chị. Gần sau chị, gần sau mới sửa đó vì lúc đầu chưa có kìa.
Mẹ lên mẹ thôi. Luyện đánh mặt. Luyện quá.